Anh Duy có nghe vụ ông Trọng nói có người mang vali tiền đến hối lộ không? Có tội không? Tố giác tội phạm không? Mày có bị ngu luật không thằng phản động? Ngáo ngu. Đúng không? Lúc đó là cụ tổng đã nói là lập biên bản rồi. Mày có hiểu lập biên bản là gì không con? Đúng không? Cái hành vi cầm cái vali tiền tới đã bị lập biên bản rồi. Mà mày hỏi tao có tố giác tội phạm hay không? Tao nói thiệt chứ mày ngu quá trời luôn. Mày ơi phản động gì kỳ vậy trời? Tao chán mày phản động quá. Tao lóc mày luôn á thằng Long Trần. Trời ơi là trời. Mày dốt quá trời dốt luôn. Bà mẹ mày nghe. Cái chữ mà lập biên bản mày không nghe hợp lý không các bạn? Giờ nó hỏi vậy nè, có tội không tố giác tội phạm không? Mày nghĩ lập biên bản mà chạy được hả con? Mày biết cái biên bản là cái gì không? Nếu có chiến tranh biên giới Trung Quốc, anh Duy có sẵn sàng tiên phong ra chiến trường đầu tiên không? Tao bảo đảm mày cái lô vũ khí đầu tiên là có phần tài sản của anh đó. Trả lời vậy mới trả lời cái tầm lãnh đạo của em. Còn mấy thằng hỏi câu này là cái tầm nó còn thấp lắm. Ừ, trả lời vậy mới là cái trả lời cái tầm lãnh đạo đó. Ủa anh ơi, sao năm ngoái tăng trưởng 2,9% mà lạm phát tới 3%, 3,8% vậy anh? Vậy Việt Nam là lạm phát dương hay âm vậy anh? Đương nhiên là, ủa lộn, tăng trưởng dương hay âm? Đương nhiên là dương rồi con. Đúng không? Giống như Thái Lan đâu, lạm phát cả nồi mà tăng trưởng âm nữa, thằng đó mới là tăng trưởng âm, còn Việt Nam mình tăng trưởng dương nhen. 2,9% là dương rồi con, lạm phát như kệ mẹ nó chứ. Năm nào nó trả lạm phát như vậy. Có đầu khe đúng không? Nhưng mà cái vấn đề á là mấy cái nước trên thế giới đó, từ G7, G8, G9 tới G20 đó thì nó đều phải tăng trưởng âm hết. Đó, nó đều tăng trưởng âm hết mấy bạn, mà lạm phát nó cũng dương nữa. Vậy thằng này là cái gì? Trong độc có độc, trong âm có âm, hiểu chưa? Còn mình là trong trong dương có âm, cân bằng sinh lý. À, Việt Nam đồ vật mất giá đến nỗi bữa ăn của dân nghèo còn không dám ăn miếng thịt heo. Mà sao không lạm phát anh? Kệ mẹ nó, dân nghèo không dám ăn miếng thịt heo là chuyện bình thường. Đỡ hơn dân đi xe hơi bên Mỹ xin xin cơm từ thiện mới nhục. Không ăn thịt heo thì ăn cá, ăn rau muống thôi, mắc gì đú vô thịt heo ăn mày. Trên kỹ khô gì? Anh Duy có biết thống kê của báo nước ngoài top 1% người giàu nhất Việt Nam chỉ cần có tài sản trên 160 đô một năm thôi hả anh? 160 ngàn đô một năm là giàu nhất Việt Nam rồi chứ còn mẹ gì nữa mày. Hợp lý không? Ông ấy chứ còn bây giờ mày bên Mỹ coi, mày 40.000 đô tiền mặt còn méo có. Ở đó mà người ta 160.000 đô một năm là giàu rồi. Má ơi giỡn giỡn, năm kiếm gần 4 tỷ chưa chịu giàu. Mày ở bên, tao nghe đồn mày ở bên Úc mà sao mày ngáo vậy mày? À em nhầm, thống kê nói chỉ cần network 160k USD là top 1 Việt Nam rồi. Tính luôn cả nhà đang ở chứ không phải tính thu nhập 1 năm anh. Rồi ok, chơi mày luôn. Rồi ok, thì bây giờ Việt Nam mình á 160 ngàn đô tài sản là giàu rồi, là top 1% rồi, thì chuyện đó cũng bình thường. Ở bên Mỹ mày được 160 ngàn đô chưa? Đúng không? Giờ nước tao chuẩn nó còn thấp thì tao vậy thôi. Ý kiến cái cò gì mà nó nói có 1% thôi hả? Ông ăn báo này nó hơi bị xạo rồi đó. Thí dụ như mày nói tao 160 ngàn đô thì là top tao giàu thì ok, nhưng mà top 1 tao thấy cái này nó không đúng. Tao thấy cái này nó không đúng. Thật ra có 3 tỷ 2 à. Có 3 tỷ 2 mà dùng chữ chữ 1% là không được. Theo tao phải là 5%. Nói về sửa lần số đi mày. Còn thống kê cái quần gì mà có hỏi nhà tao chưa thống kê. Mã tám một tay chết mẹ giờ chứ ăn là thống kê hoài. Mày hỏi ở nhà Duy Nguyễn network là nhiêu chưa? Mày hỏi nhà Duy Nguyễn network là nhiêu rồi mày mới thống kê, rồi phải cầm sổ mới đi hỏi từng người chứ. Nên trả lời cho mày hiểu vậy thôi. Cái vụ 20 tỷ đô hôm qua lôi hai thằng xuất khẩu lao động vào chi ba mà nó mua súp cho cha mẹ rồi nhắc hoài. Mua nữa đi mày. Sắp uống thì sẽ hết chứ mà lại uống còn để đó. À, có cô gái tát cảnh sát giao thông bị phạt 9 tháng tù. Còn ông chi trục cục trưởng tát cảnh sát giao thông thì chị bị khiển trách thì sao anh Duy? Bản chất đằng sau đúng không? Cái tát đó là cái hành vi. Còn cái việc mà cô gái tát cảnh sát giao thông tát trong hoàn cảnh nào có đó tội gì? Đó, còn ông kia tát cái tội gì? Cái cọ gì? Giống như mày nói gì là gì giật hai gói mì gì ở tù mấy năm đó đúng không? Đó mày gáy quậy gì? Bởi vậy mày ngu mày ngáo, thường thường nó hỏi mấy câu này biến trả lời dã man luôn á. Cái sự nhận thức xã hội của nó kém quá. Anh nghĩ sao về giáo dục công dân anh? Ủa gì, căn cước công dân hả? Anh nghĩ sao về căn cước công dân anh Duy? Ủa đó giấy tờ của nhà nước ban hành lo làm đi, nghỉ khí khô gì mày? À, dùng căn cước công dân có ảnh hưởng gì khi làm thủ tục giao dịch hành chính ngân hàng không anh Duy? Ghim chúa đi cập nhật hết tất cả mấy cái đó. Khi bạn đổi qua căn cước công dân là bạn đi cập nhật hết tất cả mấy thông tin trên ngân hàng đó. 215.000 người dân thủ đô Hà Nội sẽ giải tỏa từ giờ đến 2030, anh nghĩ sao? Bình thường, quy hoạch hạ tầng đô thị thì giải tỏa dân là chuyện bình thường chứ nghĩ sao là sao? Giao thông ở Việt Nam là điền vào chỗ trống, hễ chỗ nào trống là bất kỳ ô tô hay xe máy
lấp nào vào không cần biết nó có phải hàng lối của mình hay không. Cái này mà nói đúng, giao thông của Việt Nam là một điểm nhức nhối, phải chấp nhận. Phải chấp nhận không phải là cam chịu nha, tức là mình phải chấp nhận cái hiện tại thôi, rồi từ từ để mình sửa đổi cái tương lai. Đó, đó giờ đúng luôn. Mày đang giao thông là mày auto đúng. Tao không bao giờ phản biện tất cả những gì về giao thông. Tại vì giao thông Việt Nam với tao quá tệ. Dẫn chịu mày. Thôi mình dùng chữ quá tệ ở Việt Nam thì nó cũng không chính xác lắm. Ở Sài Gòn đi, ở Sài Gòn giao thông tệ quá. Còn địa phương của bạn nào mà nó nắm, có bạn nói là quê bạn đường rộng, đường đường thoải mái hay sao, nhưng Nguyễn nó quá tệ thì cũng kỳ. Thôi giao thông Sài Gòn quá tệ. Anh thấy sao về nhiệm kỳ của cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng? Đó lâu rồi, giờ nhiệm kỳ là nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Nó cái mới, nó cái cũ xì, giờ nói gì? Anh Duy nghĩ sao về dự án xây đường hầm cao tốc dưới sông Tô Lịch? Nếu mà diễn ra được được thì đẹp. Thế thôi. Nếu mà làm được thì đẹp. À, Việt Nam quản lý yếu kém trong việc nhập khẩu hàng hóa để Trung Quốc phá nền kinh tế toàn hàng fast, các brand fashion trên thế giới không dám đầu tư vào Việt Nam, làm người Việt Nam phải xách tay về, quá chán cho nước mình. Ồ mày thêm khóc mướn nữa. Bây giờ cái việc buôn lậu nước nào cũng có, đúng không? Mày không có số liệu nào mà nói Việt Nam buôn lậu nhiều hết á. Tao chỉ cho mày số vụ buôn lậu bên Mỹ kìa. Bên Mỹ nó buôn lậu hàng Trung Quốc nhóc, nó qua bên Mỹ bển bắt, đúng không? Nên cái vấn đề một là mà nói về vấn đề buôn lậu, rồi cái vấn đề hai mà nói là các brand fashion trên thế giới không dám đầu tư vào Việt Nam. Ủa mày có tiền mua không? Ủa mày có tiền mua không? Mày vô trong trung tâm thương mại đi, nó bán CK đầy kìa, nó bán CK kìa, nó bán hàng Ý, hàng Ý, hàng Pháp nhóc kìa, thiếu mẹ gì, rồi Valentino, rồi tùm lum hết, có tiền mua không? Mẹ xạo, ở nhà mướn mày đặt đòi xài hàng hiệu, trong khi mình không có tiền mua nó, tao không đầu tư. Mẹ phải chưởng, mày phải chưởng. Ủa mà các răng lớn nước ngoài không dám đầu tư đồ, Việt Nam xài hàng phát đồ. Ôi phản đòn ơi. Giờ muốn mua Rolex hay mắt kính có store nào chính hãng không anh? Hay do các cửa hàng xách tay được vài mẫu về bán, còn chưa phân biệt thật giả, vậy ai chịu trách nhiệm về hàng phách? Trung Quốc thì mệt, ủng mắt kính mà không chính hãng tán bực tay chết mẹ, giờ con ăn là ngu. Ủa mắt kính ở trong trung tâm thương mại nó bán chính hãng nhóc mà có tiền mua không con? Từ 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 5 triệu đó lên cái tán thấy mẹ luôn. Rolex thì chịu, đâu mấy Rolex thì chịu, mày đang đòi cái một trong cái nhiều. Mày đang đòi cái một trong cái nhiều. Bây giờ mày coi cái Rolex nó có cửa hàng được bao nhiêu nước trên thế giới mà mày bóc Việt Nam ra mày đạm. Nó cái bản chất của mày là cái thằng xạo DOG, bản chất cái thằng mày là thằng phản động cấp, đam gọn vậy thôi. Mấy chị em phụ nữ đâu vô tán mắt kính cho nó đuôi luôn đi mấy bạn, vãi cái mắt kính không có hàng hiệu, ngu thứ mạt hạng, không có tiền đi vô chỗ trung tâm thương mại cao cấp ở thành phố này có khoảng chừng chục cái đó, đi mua đi. Má đai mà tao mệt quá. Rồi mấy bạn nó sẽ nói rằng ủa nó hỏi thôi mà sao chửi nó dữ vậy nữa là nha. Các bạn sẽ thấy ở đâu đó coi nè, thằng Di Nguyễn này cái gì nó cũng chửi hết đó, người ta hỏi thôi nó chửi dữ lắm, nó coi thường người ta. Còn cái thằng khác nó này, nó coi thường người nghèo đó, người nghèo nữa là nha đó, người nghèo như thằng Gia Cát Duy nha. Mày đặt nít mày khịa tao hả con? Đó bản thân nó đặt nít nó khịa mình đó bạn. Nó mình là tên Duy, cái tầm mình là Gia Cát Khổng Minh, cái đặt tên là Gia Cát Duy khịa mình. Nên mấy bạn fan nhớ lại sự công bằng cho tôi nha. Nó nói tôi là đam gì gặp ai cũng chửi. Vì à, tôi đã bỏ 7 triệu mua cái mắt kính rồi nên không cần khịa nha Duy Nguyễn. Rồi mày bỏ mày 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 bót mắt kính mày với cái bill về tao coi coi, còn không có thì mày là cái thằng láo DOG thôi. Tao chỉ quan tâm mắt kính 7 triệu của mày thôi, mặc dù mắt kính 7 triệu của mày phải 4 cái mới mua được mắt kính của tao đó, nhưng mà anh không muốn nói chuyện đó ra. Giờ mày chỉ cần show tao bill 7 triệu với mắt kính thôi. Ok, Duy Nguyễn tôi sẽ gửi cho bạn, đổi lại tôi xin bạn xin lỗi tôi. Không, tao đâu có gì phải xin lỗi mày, đúng không? Mày gửi cho tao cái hình thì tao công nhận mày có mắt kính 7 triệu, ok, nhưng mà nãy giờ tao đa mày không có sai gì cả nên tao không xin lỗi mày, hiểu chưa? Đó tiền mà tao đam sai mày tao mới xin lỗi mày chứ, chừng nào tao khẳng định mày không có tiền mua mắt kính 7 triệu. Tao nói thẳng tên mày luôn, thằng Gia Cát Duy không có tiền mua mắt kính 7 triệu thì cái đó là tao đam sai thì tao sẽ xin lỗi mày, còn nãy giờ tao chưa đam sai về mày nên tao chỉ công nhận mày có mắt kính 7 triệu thôi nha. Rồi show bill, show mắt kính ở đây. Rồi xong mày phải phải show mắt kính là gì, là mày đeo cái mắt kính đó lên mặt đó đó, xong rồi mày gửi chứng minh nhân dân cho tao nữa để tao coi cái mặt mày giống chứng minh nhân dân hay không, hay mày đưa cái mặt của người ta. Ok, hợp lý không các bạn? Chứ không lẽ bây giờ mà lên mạng mà lấy mắt kính 7 triệu của nào đó mày quăng cho tao rồi mày chứng minh, đó đâu có dễ ăn cái giám đốc.
hợp lý với bạn, các bạn thấy được kèo được không? Đó, bây giờ nó chụp hình cái mắt kính nó đeo, xong rồi nó show cái view mắt kính ra để tôi chứng minh là nó 7 triệu và chứng minh vấn đề thứ hai nó là chủ nhân mắt kính. Mà nó là chủ nhân mắt kính thì phải có cái chứng minh nhân dân của mày mặt trước nữa. Tao cần mặt sau, tao cần mặt trước thôi. Mặt trước đi, tao coi cái mặt mày giống mặt thằng đeo không? Rồi tao xác nhận được ba thông tin đó, tao sẽ chính thức nó xác nhận là thằng Giang Khắc Duy có tiền mua mắt kính 7 triệu đó các bạn. Chơi thì là anh hùng, còn không dám chơi là con DOG. Tôi giải quyết công việc rất là nhanh lẹ. Vì à, chơi thì nhận lời request dùm cái Duy Nguyễn ơi, chứ bạn đòi tôi chụp hình các kiểu vậy thì bạn lời quá. Ủa lợi mẹ gì lợi? Tao là gì? Tao là triệu phú, đúng không? Tao là triệu phú, mày muốn chơi thì phải chứng minh với triệu phú chứ lời là sao tao không hiểu. Đó, thì bây giờ mày nói mày có mắt kính 7 triệu thì mày làm ba bước tao nói đi. Chứ chơi không chơi request là request gì?